Hằng thì sinh năm 89 quê ở Bắc Giang. Bản thân Hằng thì bị đau dạ dày thì phải hơn 10 năm nay rồi. Từ những cái năm mà trước kia thì Hằng cũng làm kế toán ở bệnh viện. Đấy, và cái triệu chứng của mình thì mình bị nó cứ cồn cào ruột gan rồi nó trào ngược cái dịch dạ dày lên. Đấy, và ợ hơi, ợ chua, ợ cay. Đấy, và nó cứ đau, đau ở cái vùng thượng vị ấy. Mình bị đau nhiều ở cái vùng thượng vị thì mình cũng cũng có đi nội soi. Và trước thì Hằng làm bệnh viện tư thôi đấy, và Hằng cũng có nội soi khám và uống thuốc điều trị theo bệnh viện chỗ Hằng làm một thời gian đấy, thì lúc đầu nó cũng chỉ đỡ tạm thời thôi, thì cứ một thời gian sau thì lại bị lại đấy. Và bản thân Hằng thì đi khám rất nhiều những bệnh viện rồi, khám ở bệnh viện đấy điều trị một đợt không khỏi là uống đợt hai đấy, và vẫn cái bệnh đấy nên người ta cũng biết cái tình trạng dạ dày của mình nên cũng không có nội soi lại đấy, và nó cũng không không khỏi. Đến khi mà mình cũng cũng cứ sợ là ở bệnh viện đấy thì có thể là mình không hợp thuốc với cái chỗ đấy, thì mình lại đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh, à bệnh viện đa khoa huyện ấy, cũng là cạnh bệnh viện chỗ mình làm luôn đấy, và cũng khám và điều trị thuốc ở đấy một thời gian. Thế nhưng mà một thời gian sau nó lại bị lại đấy, và bản thân Hằng thì lúc đấy thì nó cứ bị như vậy kéo dài, thì mình nghĩ đến những cái bệnh viện cao hơn tuyến tỉnh các thứ đấy, thì là mình về Bạch Mai. Thế là bản thân Hằng về bệnh viện Bạch Mai cũng nội soi dạ dày các thứ này kia, là mình cũng điều trị theo thuốc của bệnh viện Bạch Mai. Nhớ có một lần là về Bạch Mai đi một mình luôn, vì đi khám bệnh nhiều lần quá rồi, thế nên là lúc đấy là về một mình, là xong cũng qua công ty để lấy hàng luôn ấy, lấy hàng tại công ty về luôn. Là cái thời điểm ấy nhớ là gặp bảo trợ Đăng Linh. Bảo trợ Đăng Linh có gặp Hằng là bảo bảo trợ Đăng Linh mà sao em có cái đùm gì mà to thế, thì cả một cái bọc thuốc tây của Hằng, vì bác sĩ bảo mua cái gì là mình mua cái đấy, thế nên là không có tiếc tiền và cũng rất chi là nghe lời luôn. Đấy là cũng uống cả một cái bọc thuốc tây, mua thuốc là cũng phải vào tầm hơn 3 triệu rồi. Đấy là cũng uống thuốc ở bệnh viện Bạch Mai một thời gian, thế nhưng mà nó chỉ đỡ tạm thời thôi và nó không có khỏi ấy. Đấy là sau đấy thì Hằng lại khám một cái bệnh viện thứ ba ở huyện, là một cái bệnh viện đấy thì nghe mọi người nói là cũng có bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa dạ dày các thứ điều trị hiệu quả lắm, thì mình cũng lại khám ở đấy và điều trị ở đấy. Ừ, thì cái thời điểm mà khám bệnh viện đấy là bệnh viện Sơn Nguyên, thì mình cũng theo kiên trì theo cái bệnh viện đấy, bác sĩ bảo uống gì là uống cái đấy, và thời điểm đấy là mình bị vi khuẩn HP dương tính rồi đấy, và bác sĩ kê thêm cả những cái thuốc để điều trị vi khuẩn HP đấy, và mình uống thuốc thì trong vòng một tuần, bác sĩ bảo đi khám lại thì mình uống thuốc trong vòng một tuần đều đặn luôn, nhớ lịch uống thuốc và uống đều đặn theo giờ giấc luôn, thì mình biết cái tình trạng dạ dày là phải phải có cái giờ giấc cụ thể. Lúc đấy là cũng không có khỏi ấy. Lúc uống một tuần rồi không khỏi, không đỡ được cái cảm giác là nó đau ấy ạ, nó đau nó không chịu được ấy. Chứ còn mình thì mình cũng rất chi là hay kiểu có cái tính chịu đựng ấy, cũng đau nhiều rồi cũng không có kêu đâu, không có dám kêu mà cũng không dám kêu kêu với ai bây giờ đấy, mình đau thì mình phải phải chịu thôi. Nhưng lúc đấy là uống thuốc được một tuần thì nó không không có đỡ, mình lại quay lại cái bệnh viện đấy thì người ta bảo là chỉ sợ mình loại trừ cái trường hợp ung thư ấy, là người ta bắt mình lên nội soi lại một lần nữa, vì vừa mới nội soi có một tuần thôi là lại nội soi lại một lần nữa. Vì tại sao mình uống thuốc trong vòng một tuần mà lại còn không có thuyên giảm được một tí nào mà vẫn còn những cái triệu chứng khó chịu như thế. Thế lúc đấy thì cũng có quen một cái anh ở bên phòng siêu âm, lúc đấy là mình lại đi siêu âm thêm để loại trừ xem là ổ bụng của mình có vấn đề gì không ấy. Là anh cũng khuyên bảo là em vừa nội soi xong thì cũng không phải nội soi đâu, thì em cứ bảo bác sĩ điều chỉnh thuốc cho. Thế là cũng cái thời điểm mấy người rất mệt nên là chỉ sợ là nội soi là mình ngất luôn, nên là mình không có dám nội soi lần hai, và anh cứ điều chỉnh thuốc cho em về em uống, nếu như mà cảm thấy đỡ thì ấy, còn không đỡ thì em sẽ nội soi lại. Thì em vì em vừa mới nội soi cách đây có một tuần thôi đấy, thì anh ấy đồng ý, anh ấy điều chỉnh lại thuốc cho mình, anh ấy điều chỉnh lại thuốc, anh ấy bảo là bây giờ tình trạng của em là bị kháng thuốc rồi đấy, là anh điều chỉnh lại thuốc về mình uống uống tiếp cái thuốc đấy, là anh ấy cho cái liều liều lượng cũng khá là nặng ấy, là mình uống không chịu được, cái dạ dày của mình nó không chịu ấy, là bắt đầu nôn nôn mửa các thứ này kia, xong là lại ra bệnh viện, lại quay lại bệnh viện và anh ấy lại điều chỉnh lại thuốc về uống uống hết đợt đấy, mua rơi vào tầm khoảng độ hơn 20 ngày
nghĩa là cứ đi đi lại lại và uống đi uống lại như thế, rơi vào tầm khoảng hơn 20 ngày và cũng mất tầm khoảng 2 triệu tiền thuốc, nhưng mà cũng không có đỡ. Mình biết được là theo đấy là không đỡ rồi, là cái thời điểm đấy là mình lại quay về đi khám. Mọi người nói là về bệnh viện 108 ở Hà Nội ấy, là người ta điều trị dạ dày là hiệu quả lắm, nghĩa là cứ ở đâu ai bảo điều trị dạ dày hiệu quả là mình về bệnh viện 108 ở Hà Nội để điều trị dạ dày một đợt, xong là cũng một đợt sau nó lại cũng không khỏi. Thế là cũng có người mách là bệnh viện 110 ở Bắc Ninh, là mình về 2 lần bệnh viện 110 ở Bắc Ninh, một lần là về vào trong bệnh viện và lần sau là khám ở nhà nhà riêng của bác sĩ trưởng khoa nội soi đấy, trưởng khoa tiêu hóa, là khám điều trị riêng đấy, nghĩa là người ta bảo bác sĩ đấy điều trị hiệu quả lắm, là mình cũng lại về lần thứ hai là về đấy và uống thuốc được một đợt, nó cũng đỡ được một đợt thôi, đợt sau nó lại không chịu được nên bắt buộc là lại phải đi khám lại ấy. Đấy, và cái lần cuối cùng mình đi khám là cách đây cũng tầm khoảng được vào 1 năm, là mình lúc đấy là nó cũng khó chịu, là mình về bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đấy là mọi người cũng bảo là về đa khoa người ta điều trị dạ dày cũng hiệu quả. Mình cũng đau mức độ là bắt ông anh trai, đợt đấy là dịch cơ, dịch Covid năm ngoái, là bắt ông anh trai là đưa em về bệnh viện đấy để điều trị, để khám điều trị dạ dày. Và thời điểm đấy là uống nhiều thuốc tây quá nên thứ nhất là bản thân mình bị kháng thuốc, cái thứ hai nữa là mình bị chuyển sang cái chế độ là trĩ táo bón đấy, và gần như là cái việc đi vệ sinh đi ngoài còn ra máu cơ, nên rất chỉ là sợ luôn, lúc đấy là sợ rồi và sợ là bị ung thư ấy đấy, và sợ như thế nên làm về bệnh viện đa khoa là bảo đợt này em sẽ nội soi gây mê đấy, là em uống cả cái thuốc để sạch được đại tràng ấy, để nội soi cả đại tràng, đại tràng luôn đấy, và lúc đấy cái cơ thể của mình rất chỉ là yếu, mình uống được 2 cái chai khoảng độ 1,5 lít đấy là xong, bắt đầu là mình bị tụt huyết áp, thế là cái bắt đầu là bùn rùn chân tay người ấy, các thứ là hoa mắt chóng mặt tụt huyết áp, thế là các bác sĩ đấy sợ, thế là lại đưa vào truyền dịch, lại đưa mình vào trong cái bệnh viện đấy nằm truyền dịch, thế là đi từ sáng cơ, từ sáng sớm thế là đến chiều tối hết giờ, lúc đấy là tỉnh lại thì vẫn quyết tâm là nội soi gây mê, bởi vì mình đã làm sạch hết đại tràng rồi, mình muốn kiểm tra gây mê cho nó chính xác, không thì những cái lần kia có thể là mình cựa quậy các thứ này kia, bác sĩ nội soi dạ dày thì người ta lại lại làm nhanh. Cái đợt này mình nội soi gây mê xong thì cuối cùng là còn không dậy, không mãi mới về được, ngồi chán chê bác sĩ về rồi mình vẫn cứ hai anh em cứ ngồi đấy để hồi người đi về được đấy. Thì cái thời điểm đấy là bản thân mình cũng uống thuốc theo bệnh viện đa khoa đấy một thời gian là cũng không có hiệu quả đâu. Thế nhưng mà cái thời điểm đấy là bản thân mình là mình bị vấn đề là tiền đình. Mình bị tiền đình, đau đầu, chóng mặt Tổng và kết chỗ này tí, em tổng kết chỗ này tí. Em cảm giác như kiểu là chị đang lật mở lại những cái trang nhật ký mà mình cũng không muốn mở lại, giống như nghĩ sợ lắm mẹ, nghĩ mà sợ luôn mẹ. một cái hành trình không chỉ là vất vả ở trong cái sức khỏe của mình đâu, mà người cũng thấy là nếu như nó là những vấn đề bên ngoài, giả sử chị em mình bị mụn chẳng hạn này, mình dùng cái gì đấy nó cải thiện mụn hay như nào đấy, chưa cải thiện thì có khi là mình nhìn thấy thì mình còn cảm thấy yên tâm đúng không ạ? Tiêu hóa nó lại là ở trong cái ổ bụng của mình không nhìn thấy được cơ, mà mình chỉ có thấy đau thôi, mình không biết là nó như thế nào. Và như chị Hằng nói đấy, ai mách viện nào mà hiệu quả các thứ là chị Hằng cũng đi hết, nhưng mà rõ ràng là chị cái thời gian mà nguyên khám bệnh viện các thứ đấy của chị là trong khoảng bao lâu hả chị? Nói chung là cứ đợt nào bị cũng phải vài năm ấy, nghĩa là kéo dài ấy, kéo dài mãi từ năm 2015 cơ mà. Đợt thời điểm mình khám tại bệnh viện mình làm là từ năm 2015 cơ. Là mình làm ở đấy, là mình khám ở đấy. Năm rồi đúng không ạ? Đấy. Vâng, Cũng khoảng phải hơn đấy ạ. hơn Đấy. rồi đúng không ạ? Tại vì đấy thế là cái thời điểm đấy mình còn nhớ là mình bầu bé thứ hai, lúc đấy mình sợ lắm, mình sợ bầu lắm. Thế nhưng mà lúc đấy là cũng chưa có ý định có bầu bé thứ hai đâu. Thế nhưng mà lúc đấy là cũng ngoài kế hoạch có bầu, cái là bắt đầu mình bị vấn đề dạ dày, khi mà có em bé ở trong bụng ấy thì cái dạ dày của mình nó càng bị chèn, nó chèn đến mức độ nó trào ngược dạ dày, mức độ là mình đau 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 chỉ sợ ung thư thôi các bạn ạ, sợ cực kỳ luôn. Và lúc đấy nó đau mức độ nó trào ngược là không cả đi được, lúc nào cũng phải tưỡn cái bụng lên như thế này để nó giảm được cái tình trạng đau ấy, và đau đến mức độ là cơm không ăn được, ăn cháo thì
Nấu mỗi một cái bát, một nồi cháo, thế nhưng mà mỗi một lần chỉ ăn đúng được một tí ti con bát con cháo thôi, gọi là ăn để sống thôi. Đấy, cái thời điểm là bị dạ dày xong rồi ai mách là thuốc nam hay thuốc bắc cái gì là cũng mua hết về để uống. À, ok ạ. Thế nhưng mà nó cũng không cải thiện đúng không ạ? Nó cũng không Đấy cải thiện. là tại vì sao mà chị lại quyết định lựa chọn cái sản phẩm wellness để sử dụng ạ? Cái sản phẩm wellness thì mình biết đến wellness thì lâu rồi, thế nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ về wellness. Thế nhưng mà đến cái thời điểm mà năm ngoái thì khi mà cái cơ thể của mình, cái thời điểm mà mình mệt mỏi ấy, mình đau đầu tiền đình đấy, và lúc nào cũng bủn rủn chân tay luôn đấy, và cơ thể của mình nó mệt mỏi, thì lúc đấy mình chỉ nghĩ là xem là có cái thuốc gì đấy để chống được cái tình trạng đấy, thì mình không có làm ăn gì được. Lúc đấy là mình bắt buộc là thời điểm đấy mình còn kinh doanh thêm quán cháo dinh dưỡng vào buổi sáng nữa, là mình phải đóng cửa hàng xong thanh lý, là hàng ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ thôi. Cái mức độ là thời gian đầu là bà ngoại cứ ngày nào cũng sang nấu cơm, cơm bưng nước rót cho, đây là chỉ có ăn rồi ngủ, con thì cũng phải đi gửi trẻ, mình không trông nổi con ấy. Đây đây là mình bị vấn đề về tiền đình. Đấy, đến lúc mà mình cũng về Bạch Mai mình khám, lúc đấy là mình về Bạch Mai khám tổng quát hết, và một ngày đi khám là cũng hết 10 triệu tiền thuốc tiền khám. Thì lúc đấy là cũng chụp cả CT rồi chụp hết cả ổ bụng rồi làm tất cả các cận lâm sàng để loại trừ ra u não như các thứ này kia. Đấy, vì mình thời điểm đấy mình không bị mất ngủ, mình ăn thì rất chi là tốt, ngủ thì cũng rất chi là tốt, nhưng mà cứ đau đầu, xong bủn rủn chân tay, lúc nào cũng muốn ngã luôn ấy. Đấy thì lúc đấy mình có mua thuốc ở đấy về và uống thuốc ở đấy được 1 tháng, thì mình thấy đỡ được khoảng độ 2 tháng thì mình lại bị lăn ra, lại bị lăn đùng ra, lại bị mệt như cái tình trạng ban đầu. Lúc đấy là gửi thuốc tiếp lần hai ở bệnh viện Bạch Mai gửi về, thế nhưng mà do thời điểm đấy là dịch tại bệnh viện Bạch Mai, đấy, cái thời điểm năm ngoái là dịch tại bệnh viện Bạch Mai là mình không có thể gửi thuốc về được ấy. Thì lúc đấy là bảo trợ hành lý mới chia sẻ cho mình cái sản phẩm wellness. Đấy là bạn bảo là bạn dùng cái sản phẩm này đi, và rất nhiều người cải thiện những cái tình trạng như thế. Thì lúc đấy bản thân mình cũng tìm hiểu rất chi là kỹ về từng viên, từng thành phần một, từng cái công dụng của sản phẩm wellness. Đấy, và lúc đấy thì mình mới quyết định mình uống. Đấy, và mình nghĩ bảo là thời điểm đấy lúc đấy mình cũng chưa tin vào wellness đâu. Thế nhưng mà mình nghĩ là bây giờ cũng không có gửi thuốc ở Bạch Mai được, thì mình cứ uống thử. Đấy, và mình cũng nói chuyện với chồng là em uống thử xem một cái combo này xem là có cải thiện hay không. Nếu cải thiện thì em uống tiếp, còn không thì lại bắt buộc phải quay lại bệnh viện vì em mệt, em không chịu được. Đấy là lúc đấy bắt đầu là mình uống, và mình uống được, lúc đấy mình chỉ uống viên thôi. Đấy, và mình chỉ uống được 2 hộp viên. Thì mình thấy được cái tình trạng đau đầu chóng mặt của mình ấy, là mình đỡ được tầm khoảng 70-80%. Đấy, và mình thấy cải thiện dần, người mình khỏe dần, chân tay bắt đầu muốn cử động và muốn đi lại hoạt động ấy, chứ không muốn ăn nằm một chỗ nữa. Đó, và sau đấy thì mình uống hết một cái combo đầu tiên, thì mình thấy cái thứ nhất là cái vấn đề về tiền đình các thứ là cải thiện rõ rệt luôn. Lúc đấy là mình có thể làm online trở lại được, và mình có thể thức khuya đến 12 giờ luôn. Mình vẫn có thể thức khuya được bình thường, sáng vẫn dậy sớm được bình thường. Đấy, và đúng thực sự là lúc đấy chỉ mong muốn là uống wellness để cải thiện cái vấn đề về tiền đình thôi. Nhưng mà thực sự là không nghĩ là nó lại khỏi được dạ dày đâu ạ. Vì lúc đấy bao nhiêu lâu mình thấy là mình lâu nay không thấy đau dạ dày nữa, không thấy những cái tình trạng nóng rát ở trong dạ dày, không thấy là trào ngược dạ dày nữa. Bởi vì cái thời điểm mình bị trào ngược dạ dày đến mức độ là lúc nào cũng bị viêm họng luôn. Khi mà cái dịch dạ dày nó tiết lên cái vùng họng của mình, cái khả năng lúc nào cũng bị viêm họng, và nó bị nặng đến mức độ là nó trào lên cái vùng ống thở của mình ấy, trào lên dịch lên mũi, nó đặc sệt luôn, và mình còn khó thở, phải thở, không thở được mũi, thở bằng mồm. Đấy, và nó trào lên cái vùng phế quản của mình, bắt đầu nó đau ngực, nó đau tức ngực, xong rồi đau xuyên sang lưng. Đấy, mức độ lại đi khám, đau với vấn đề như thế, viêm họng, đau tức ngực, xong thì là lại đi khám. Rồi có những lúc nó đau nhói sang cả vùng tim, là khám hết cả tim phổi rồi chụp hết các thứ này kia, cũng không vấn đề gì về sức khỏe, thì rất chi là khỏe, các chỉ số của mình đều bình thường hết. Đấy, thế nhưng mà vẫn vấn đề là khi mà mình uống cái sản phẩm wellness thì một thời gian sau khi mà thấy giảm được cái tình trạng đau đầu thì cũng khỏi được luôn cả cái tình trạng dạ dày. Nghĩa là mình thấy được là trước kia mình không dám ăn những cái đồ cay nóng đâu. Ví dụ như chỉ cần ăn mì tôm ấy ạ. Ví dụ buổi sáng mà nấu mì tôm ăn cái bột canh của mì tôm là mình không thể ăn được, vì nó không chịu được.
Đấy, nó cay đến mức độ là chỉ cay một ít thôi là trong cái mồm của mình, trong cái khoang miệng của mình là đã nóng bỏng rát hết cả miệng luôn. Là mình không có ăn được những đồ cay nóng. Và sau khi sử dụng Wellness một thời gian là mình thấy được những cái tình trạng đau dạ dày của mình không còn nữa. Mình thấy ăn ngon miệng hơn. Đấy, và mình thấy được là từ cái lúc mình có 44 cân Người chị có nghe thôi. thấy em nói Đấy. không? Và em bảo Ừ. tức là nhá, lúc đấy chị có dùng cái loại thuốc khác không hay là chỉ dùng wellness riêng? Không, lúc đấy là không dùng cái thuốc gì cả, chả dùng thuốc gì cả. Và Và chỉ dùng wellness không thôi đấy. wellness viên thôi đúng không? Ừ, chỉ dùng wellness viên thôi đấy. Mãi thời điểm bây giờ thì mình mới dùng kết hợp thêm cả bột nữa. À, tức là cái wellness viên của mình là nó giống như kiểu có cái khả năng kháng viêm rất là tốt đấy, và cũng có những cũng như là những cái thành phần như lúc nãy em phân tích đấy, vì vậy nên là nó giúp cho cái dạ dày của mình nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Thì như ban đầu chị Hằng cũng chia sẻ đấy là chị Hằng cũng cũng mong muốn đấy là cải thiện cái vấn đề tiền đình thôi, nhưng mà sau đấy lại rất là may mắn, nhiều khi đấy là tại vì là cái sản phẩm combo wellness của mình ấy, cái sản phẩm wellness của mình ấy nó là cái dinh dưỡng, nó là cái gốc rễ của cơ thể của mình. Và mọi người cũng biết đấy là tất cả mọi cái vấn đề ở trong cơ thể của mình thì nó đều xuất phát từ cái việc đấy là một cái tế bào nó bị tổn thương đúng không ạ? Thì nó dần dần nó sẽ cấu thành những cái vấn đề bị bệnh, những cái bệnh lý về sau. Đó, thế nên là cái dinh dưỡng thì nó lại là cái cấu tạo của cái tế bào, như là nó sẽ kích hoạt cái hệ miễn dịch của mình. Thì cái dinh dưỡng của mình khi mà mình cung cấp như thế thì cùng đồng thời cùng cùng một cái sản phẩm đấy thôi, nhưng mà nó sẽ cải thiện được rất là nhiều những vấn đề khác nhau. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Mọi người cũng hỏi là chị dùng wellness như thế nào để cải thiện đây nè. Tức là mỗi ngày chị uống một cái gói wellness viên thôi đúng không? Nghĩa là mình thấy được là như lúc nãy nghe chia sẻ thì mình cũng thay đổi về cái thói quen ăn uống và thói quen sinh hoạt hơn, bởi vì mình thì chẳng bao giờ uống, không cả dám uống những cái coca hay nước ngọt đâu, vì những cái đấy đơn thuần là nó có ga làm dạ dày của mình không chịu được luôn ý đấy, chứ không phải là không muốn uống mà không uống được ấy đấy. Và mình thay đổi cái thói quen là mình cũng ngủ sớm hơn, ví dụ trước tầm khoảng 11 giờ, thì trước kia là mình cũng hay ngủ thức khuya hơn đấy, và mình sinh hoạt cũng điều độ hơn, và ngay cả trong cái chế độ mình ăn uống ấy thì mình cũng hạn chế những cái đồ chua cay, những cái đồ nóng đấy, và mình cũng ăn lượng vừa phải thôi, ăn no quá là cũng không chịu được đấy. Và khi mà dùng thì mình thấy được là khi mà dùng Wellness được một thời gian thì mình dùng chắc cũng phải tầm nộp khoảng 7 tháng rồi, 7-8 tháng đấy, là mình cứ dùng đồ đều combo Wellness đấy là mình lên cân. Đấy, trước kia cái mức cân nặng của mình là mức con gái, đến tận bây giờ đến cái thời điểm mà chưa tăng cân là 46 cân, là cứ đều đều là tầm khoảng 46 cân. Đến cái thời điểm mà mình dạ dày nhiều như vậy và tiền đình mệt mỏi như thế thì mình sút cân còn có 44 cân. Đấy, và khi mà sử dụng Wellness từ cái thời điểm đấy đến bây giờ là mình lên được 50 cân. Nghĩa là chưa khi nào trong cuộc đời mình lên được 50 cân luôn. Đấy, vậy thì khi mà sử dụng Wellness thì mình thấy được cái mức 50 cân so với chiều cao của mình là vừa phải. Nghĩa là nó cũng không phải là béo mà cũng không phải là gầy. Đấy, và mình thấy được có da dẻ hơn thì da của mình cũng căng hơn, rồi mặt các thứ cũng có thịt hơn, chân tay các thứ cũng thấy to hơn. Toàn thân đúng không? Chị ơi, Đúng thế lên. từ cái lúc mà chị thấy cái dạ dày của mình nó cải thiện thì chị có bị tái lại lần nào không? Nghĩa là gần như là mình cũng không không có cảm nhận được là mình bị lại đâu. Bởi vì khi mà mình ăn uống như trước kia là mình không ăn được nhiều thứ, nhưng bây giờ thì mình thấy mình ăn được nhiều thứ. Như trước kia là ví dụ như canh cua chẳng hạn, tây ra rồi lọc các thứ rất chi là ngon. Thế nhưng mà chỉ cần ăn một bát canh cua, mặc dù bữa cơm đấy ăn rất bình thường thôi, chỉ cần ăn xong bữa đấy là nôn hết ta. Đấy, hoặc là tôm, những cái tôm nhỏ mà xay nhỏ ra nấu canh các thứ là mình ăn là nó không chịu. Đấy, và những cái thói quen như là bỏ cả được cà, cà pháo các thứ này kia, bao nhiêu năm, phải mấy chục năm nay không dám ăn miếng cà, miếng măng nào. Đấy, mặc dù là ngày xưa ăn cà thì cực kỳ là nhiều luôn. Thế mà cái thời điểm mà bây giờ mình thấy được mình ăn cà nó không có bị làm sao. Như trước kia là ăn vào nó nôn ra ấy, ăn vào nó không chịu giữ lại ấy, chứ không phải là mình không dám ăn, nó không không muốn ăn. Đấy, nhưng bây giờ mình ăn thì mình thấy cái dạ dày của nó bình thường. Nên là ăn tôm, cua các thứ mình ăn thấy nó rất là bình thường. Hay quá. Đấy, hoặc là những cái bột canh, mì tôm các thứ là mình ăn mình thấy cũng hơi cay cay, nhưng mình ăn thấy nó bình thường. Đấy. Thay đổi hoàn toàn đúng không ạ?
nếu như mà không dùng wellness, nếu như mà không kiểu như là thay đổi cái lối sống sinh hoạt của mình, thì có lẽ là bây giờ có khi chị Hằng vẫn còn đang đi chạy hết viện nọ đến viện kia để khám chữa, mà mình cũng không thể biết được là nó có khỏi được hay không, đúng không ạ? Đến Đấy, đúng rồi. lúc mà gọi là kháng thuốc rồi, thuốc còn không thể nào xử lý được rồi, nó giống như kiểu những cái con vi khuẩn ở trong 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 bụng, trong dạ dày của mình ấy, nó giống như kiểu nó chiến đấu được luôn với cả thuốc của Ngày mình. xưa lạm dụng thuốc tây nhiều lắm, nghĩa là cứ đau là uống thuốc tây, cứ đau là uống thuốc tây ấy. Có những cái thời điểm là đau biết là do dạ dày, thế nên là có thể không uống thuốc tây thì thời điểm đấy mình uống nghệ nhiều kinh khủng luôn, cứ nghệ mật ong uống triền miên luôn, uống gần như sáng nào cũng uống, và cứ đau là nghệ mật ong, nếu như không có thuốc là nghệ mật Vâng, ok, ong. rất là tuyệt luôn. Thế thì mọi người cũng đã nghe một câu Anh mấy kẹo chuyện từ đấy. chị Hằng, đúng không ạ? Rất là nhiều năm rồi, lâu năm bị dạ dày, đến cái gọi là giống như kiểu là sức cùng lực kiệt luôn rồi, đã rất là nhiều bệnh, đã phải dùng thuốc rất là nhiều rồi, còn không chỉ bệnh dạ dày lại còn bệnh tiền đình nữa, thì có lẽ là chúng ta cũng hoàn toàn có thể tin tưởng một người sao mà có việc sử dụng dinh dưỡng chắc chắn nó sẽ giúp cho mình cải thiện. Còn đương nhiên nó sẽ tùy vào cái cơ địa của mình có thể cải thiện nhanh hoặc là nó sẽ cần phải có thời gian nhiều hơn, đúng không ạ? Thế thì em rất là cảm ơn câu chuyện của chị Hằng. Một lần nữa em cũng xin phép show lại cái hình ảnh của chị, cũng như là chúng ta sẽ xem lại cái sản phẩm Wellness mà nó sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề bị dạ dày của mình. Thứ nhất đấy là cái bộ sản phẩm combo của mình, đúng không ạ? Bộ sản phẩm combo thì nó bao gồm hai cái hộp bách này và ba cái hộp bột. Và em nghĩ nếu như mà chị bây giờ chị dùng bột rồi đúng không? Chị dùng bột được Vâng, bây giờ mình dùng cả bột cả viên. vâng, em nhá, cái thời gian mà em bị stress xong là em cũng bị dạ dày giống như kiểu là bị đau cái vùng thượng vị này, xong là nhá, có một cái lần mà kiểu dạng stress, kiểu dạng như là mình căng thẳng đến cái mức mà mình cảm nhận được luôn là lúc đấy mình quá căng thẳng và nó còn đau dạ dày luôn cơ, ngay lúc đấy em sử dụng luôn một cái cốc wellness bột đấy thì em thấy đỡ hơn rất là nhiều. Với cái nữa đấy là trước bữa ăn đấy, trước bữa ăn khoảng độ 30 phút nhá, hoặc là cái lúc sáng mọi người ngủ dậy ấy, hãy tráng ngay cho cái tức là mình tức là ngủ dậy thì uống một cái cốc nước để nó làm sạch cái hệ tiêu hóa của mình cái đã này. Sau đấy là mình có thể sử dụng một cái cốc chất xơ và sau đó thì mình lại dùng thêm một cái cốc wellness bột nữa, nó sẽ giống như một cái lớp tráng cái dạ dày của mình ấy. Thì sau đấy mình ăn uống các thứ nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Và mọi người chỉ cần làm cái nếu như mà cái trường hợp mà kiểu viêm loét nhẹ nhẹ ấy, thì chỉ phải vài ngày thôi là đã thấy cải thiện rồi. Thế còn cái wellness viên thì mình sẽ bổ sung mỗi ngày một gói là mình sẽ thấy nó sẽ hỗ trợ được rất là nhiều cho cái vấn đề viêm của mình, nó sẽ hỗ trợ kháng viêm cũng như là nó sẽ tái tạo lại những cái tế bào của mình, đúng không ạ? Thì đó là cái bộ combo này. Tiếp theo đó là cái sản phẩm chất xơ thì mình cũng rất là nên sử dụng, nếu như mọi người gặp cái vấn đề nó cũng khá là nặng rồi ấy thì mọi người cũng rất là nên sử dụng cái sản phẩm chất xơ này. Còn tối thiểu thì mọi người hãy sử dụng cái bộ combo wellness mọi người nhé. Đó thì Đúng đây rồi. là Thì mình nói thêm một chút, nghĩa là như bây giờ là cái thời điểm sau này là dùng cả bột, thì mình dùng buổi sáng thì mình uống một cốc chất xơ đấy, và sáng ngày ra thì mình uống wellness viên đấy, và cứ tầm độ khoảng nửa buổi nhé, các bạn cứ thấy đói là uống ngay một cốc wellness bột, để tránh cái tình trạng dạ dày của mình đói, tránh cái tình trạng dạ dày của mình không có cái gì là nó sẽ cồn cào ruột gan, và nó sẽ tiết dịch axit nhiều hơn, nó gây ra tình trạng khó chịu. Đấy, vì thế nên là mình cứ uống đều đặn, ví dụ một ngày có thể là uống hai cốc wellness bột cũng được. Đấy, như trước kia là có thời điểm là buổi tối mình cũng phải uống thêm wellness bột đấy, bởi vì tối là nó cồn cào đến mức độ là còn không ngủ được cơ, nên cứ sáng là một cốc chất xơ xong uống wellness viên. Đấy, còn bột thì cứ ngang chiều nửa buổi là mình nên uống. đúng rồi, hay quá. Đó thì đấy là cái lời khuyên của chị Hằng, cũng như là như có một lần mà chị Trần Mận bác sĩ có chia sẻ với chúng ta về cái việc đấy là sử dụng cái sản phẩm wellness bột nó như là một cái lớp tráng giống như kiểu là xi măng ấy, nó tráng cái bề mặt dạ dày của mình, thì sau đấy mình sẽ cảm giống như kiểu là nó sẽ bảo vệ cái niêm mạc dạ dày của mình, sau khi mà cái axit nó sau đó là cái axit nó tiết ra ấy thì nó đã có sẵn một cái lớp nó bảo vệ rồi. Đó, thì đây là cái hình ảnh mà cái đề xuất sử dụng cái sản phẩm Wellness để cải thiện cái vấn đề dạ dày. Thì thứ nhất đấy là cái bộ sản phẩm combo và thứ hai đó là cái sản phẩm chất xơ. Chúng ta kết hợp cả hai cái bộ sản phẩm cũng như là cái sản phẩm chất xơ này thì nó sẽ cải thiện cái vấn đề dạ dày của mình cực kỳ tốt luôn. Đó, cái này thì đã có rất là nhiều nhiều khách hàng sử dụng và mọi người có phản hồi tốt rồi. Em cũng có rất là nhiều những khách hàng mà kiểu bị dạ dày nhá, sử dụng cải thiện rất tốt luôn, giống như cái cách em vừa chia sẻ. Thường thì em hay bảo khách là uống trước bữa ăn thì họ cũng dùng sau khoảng độ
5 ngày đến 1 tuần gì đấy là đã cảm giác là cái dạ dày nó kiểu như dễ chịu hơn rất là nhiều rồi, và gần như là không thấy bị ợ lên hay là bị khó chịu, bị đau nữa. Đấy, thế còn sau đấy là họ cứ duy trì các thứ thì dạ dày nó sẽ ổn định dần dần. Đó. Và cảm ơn những cái chia sẻ của chị Hằng ngày hôm nay, một câu chuyện rất là thực tế để chúng ta có thêm cái niềm tin vào cái sản phẩm wellness của mình, đúng không ạ? Và nếu như mọi người trong mối quan hệ của mình mà mình thấy đấy là có ai đó mà gặp cái vấn đề về dạ dày thì hãy đề nghị họ sử dụng ngay những cái sản phẩm dinh dưỡng để chúng ta sẽ phòng ngừa mọi người nhé. Đừng để đến lúc mà mình lại cứ phải đi khám chữa bệnh các thứ quá là nhiều, đúng không ạ? Bây giờ chị Hằng có thể nhắn nhủ đôi lời với mọi người trước khi chúng ta kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Cảm ơn, rất là cảm ơn bảo trợ Thanh Nga đã mời mình chia sẻ cái buổi ngày hôm nay, cũng mình cũng vừa học được thêm những cái kiến thức và đồng thời là cũng thấy rất là biết ơn cái dòng sản phẩm Wellness đã giúp cho bản thân mình cải thiện về cái vấn đề là đau đầu tiền đình này, đấy, cải thiện vấn đề về dạ dày và cả táo bón trĩ nữa. Đấy là những cái vấn đề về sức khỏe. Đấy thì mình cũng nhắn nhủ với mọi người là mọi người hãy biết cách là mình bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và cho gia đình của mình để giúp cho bản thân và gia đình của mình khỏe mạnh hơn. Đấy, và cái vấn đề về sức khỏe thì tiền để chi cho sức khỏe thì không chi trước thì cũng phải chi sau. Thế nên mình hãy nên chi trước các bạn nhé. Chi trước thì mình sẽ chi chủ động hơn. Đấy, và mình chi trước thì mình người ta vẫn nói là phòng bệnh hơn là chữa bệnh mà. Thế nên là hãy phòng bệnh ngay từ bây giờ các bạn nhé. Bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình của mình ạ.